Trảm thần tập 37, kỳ yêu cổ đại chúc các bạn xem video vui vẻ. Hắn nhấc đôi đạo trên mặt đất lên định rời đi thì lúc này, ca Lam sau lưng hắn khẽ vỗ vai hắn, đưa ngón tay chỉ vào giá gỗ ở góc đại điện. Trên giá gỗ đó treo một cây cung gỗ cứng màu vàng nhạt và một ống tên được đan bằng lá tre. Của ngươi à, lâm thất dạ quay đầu hỏi, ca lam sau lưng hắn gật đầu, lâm thất dạ nhanh chân bước tới, trực tiếp lấy cây cung gỗ cứng và ống tên từ trên giá gỗ xuống, đưa cho ca lam, nàng nhìn chăm chăm vào cây cung gỗ cứng nhẹ nhàng vút vạch hồi lâu nghiêm trang đeo nó lên lưng lâm thất dạ cóng ca lam nhanh chóng chạy ra khỏi đại điện lý nghị phi và a chu đang buồn chán canh giữ cửa điện thấy hắn cóng một người phụ nữ đi ra đều kinh ngạc há hốc mồm thất dạ ngươi ngươi đây là từ đâu bắt về vậy lý nghị phi khó hiểu mở lời một mình vào sao lại ra hai người lâm thất dạ lắc đầu không kịp giải thích ta ra ngoài trước còn lại về bệnh viện rồi nói lý nghị phi thấy vẻ mặt lâm thất dạ nghiêm trọng như vậy ừm một tiếng vậy gặp ở bệnh viện hai luồng sáng ma pháp lần lượt tỏa ra từ người a chu và lý nghị phi trong nháy mắt họ liền biến mất cánh cửa điện mất đi sự chống đỡ từ từ đóng lại thân hình lâm thất dạ loạn choạng rồi trở về bên ngoài điện hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở giữa sáu thiên cung trên cung điện lơ lửng màu đỏ son khổng lồ kia mấy bóng người đang từng bước chạy lên theo phiến đá lơ lửng sắp tiến vào bên trong lâm thất dạ không chút do dự cũng lao nhanh về phía cung điện màu đỏ son đó hắn chạy một mạch đến trước phiến đá lơ lửng chỉ thấy Lý Đức Dương đang ngây ngốc đứng trên phiến đá đầu tiên, ngẩng đầu nhìn lên cung điện lơ lửng, không biết đang nghĩ gì. "Chú Lý, sao chú lại đứng ngây ra đây?" Lâm Thất Dạ chạy đến bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi. "À, ô, không có gì." Lý Đức Dương lắc đầu, đưa ngón tay chỉ lên cung điện lơ lửng trên đầu. "Ba người kia đã vào rồi, Kiến Hậu cũng ở bên trong, ngươi mau đi giúp bọn họ đi." Lâm Thất Dạ gật đầu, rồi nhận ra điều gì đó. "Chú không đi sao?" "Đi." Lý Đức Dương cúi đầu nhìn phiến đá dưới chân mình chậm rãi nói, chỉ là, có lẽ ta còn cần thêm chút thời gian lâm thất dạ do dự một lát, sau đó vỗ vai hắn, chú Lý, cảnh giới của chú quá thấp, có thể đi đến đây đã rất tốt rồi, tiếp theo cứ giao cho chúng ta, chú đừng mạo hiểm nữa, khóe miệng Lý Đức Dương hơi giật giật, khó chịu nói, đi đi đi, đừng có ở đây chê bai ta, ánh mắt của hắn liếc thấy thiếu nữ sau lưng lâm thất dạ, đột nhiên sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là, cứu từ một thiên cung, cụ thể thì lát nữa nói sau tôi lên trước đây lâm thất dạ sải bước thân hình trong bóng tối như chim hồng bay vút lên cung điện trên đầu trong nháy mắt đã biến mất lý đức dương ngây ngốc nhìn bóng lưng họ rời đi thở dài một hơi ông chậm rãi bước lên phiến đá thứ hai u phiến đá lại rung lên lần này biên độ rung lớn hơn cả khi bước lên phiến đá đầu tiên bách lý phì phì đuổi theo kiến hậu và người giấy bước lên phiến đá cuối cùng đứng trước cung điện màu đỏ son này trên đỉnh cung điện một con kiến trắng khổng lồ đang dọc theo cột trụ màu đỏ nhanh chóng trèo lên rất nhiều người giấy lơ lửng trên không trung vây quanh đỉnh cung điện giống như một đám mây giấy màu trắng nhưng chúng dường như sợ hãi cung điện này không dám vào phạm vi cung điện kiến hậu như đã sớm đoán trước được cảnh này bám vào bức tường trên đỉnh cung điện cầm lên vô thanh với đám mây giấy trên bầu trời dưới sự khiêu khích của kiến hậu những người giấy trên bầu trời dường như vô cùng tức giận khuôn mặt trắng bệch trên tờ giấy méo mó bay lượn nhanh chóng bên ngoài cung điện bách lý phì phì an khanh ngư tào uyên ba người áp sát vào cánh cửa cung điện màu đen thấy dáng vẻ gần như điên cuồng của những người giấy, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, trên cột trụ khổng lồ trên đầu họ, đã có rất nhiều người giấy chú ý đến sự tồn tại của họ, bắt đầu tiến đến đây. Chú đi đâu rồi? Bách Lý phỉ phì đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn quanh bốn phía, hình như lúc trèo phiến đá đã không theo kịp. An Khanh ngư tiếp lời, Tào Uyên nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt, ở đây quá nguy hiểm, cảnh giới của ông ấy không đủ, lỡ có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không nhất định có thể bảo vệ được ông ấy bách lý phì phì ngẩng đầu nhìn bây giờ phải làm sao càng ngày càng có nhiều người giấy tụ tập về phía chúng ta chợt sao chúng không đi giết con kiến hậu kia nhỉ con kiến hậu kia dường như rất quen thuộc với tình hình ở đây biết ở đâu có thể tránh được sự tấn công của người giấy hẳn không phải lần đầu tiên vào phong đô an khanh ngư suy nghĩ rồi nói tào uyên nhìn chằm chằm vào những người giấy ngày càng đông đúc trên bầu trời cao mày suy nghĩ một lúc một tay đặt lên cánh cửa màu đen sau lưng nếu không được chúng ta vào trốn dù sao thì phì phì cũng có phấn chúng ta có thể ra ngoài bất cứ lúc nào bách lý phì phì nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khổ sở có chút đau lòng cho cấm vật phấn của mình nhưng so với mạng nhỏ của mình hắn vẫn muốn bỏ của bảo thần hơn tào uyên dùng sức đẩy cánh cửa đen ngòm đó ra một luồng hơi lạnh âm u từ bên trong ập đến lâm thất dạ cõng theo ca lam nhanh chóng dọc theo phiến đá lơ lửng hướng về phía cung điện màu đỏ trên đầu hắn nheo mắt nhìn về phía đỉnh cung điện thấy những người giấy dày đặc vây quanh bầu trời còn có con kiến hậu trốn trên đỉnh cung điện khiêu khích những người giấy. Nó biết người giấy không dám vào phạm vi cung điện nên mới có thị vô khủng lâm thất dạ liếc mắt đã nhìn thấu sự thật. Cũng phải, cách đây hai năm nó đã giáng lâm ở phong đô, lúc đó nó hẳn đã tìm hiểu được một số quy tắc ở đây, nếu không thì không thể nào trốn ra bên ngoài được. Ca Lam nhìn chăm chăm vào con kiến hậu trên đỉnh cung điện, trầm ngâm một lúc rồi hỏi dò, ngươi muốn giết nó sao? Lâm thất dạ gật đầu, chúng ta đến đây, chính là để giết nó. Ca Lam suy nghĩ một chút, đưa tay lấy cây cung gỗ cứng màu vàng nhạt sau lưng, lại rút một mũi tên lông từ trong ống tên, đắp mũi tên lên cung, ngón tay thon thả gầy dây cung, từ từ kéo căng cung. Lâm thất dạ thấy cảnh này, đột nhiên sửng sốt, người muốn làm gì? Bắn nó xuống cả làm chịu mũi tên vào con kiến hậu trên đỉnh cung điện, đôi mắt sáng hơi nheo lại, chiếc áo choàng màu xanh lam theo bước chạy của lâm thất dạ tung bay trong gió, một luồng ánh sáng trắng nhạt ngưng tụ trên mũi tên sắc nhọn. Ngay khoảnh khắc đó, lâm thất giả rõ ràng cảm nhận được một luồng hơi thở kỳ lạ tụ tập sau lưng mình theo sau đó là một cảm giác áp bức nhàn nhạt, nhạt khoảng cách xa như vậy có thể bắn chúng không lâm thất giả vô thức chậm bước chân lại không cần dừng lại cầm cung tên trong tay khí chất của ca lam dường như có chút thay đổi cô nhìn chằm chằm vào con kiến hậu trên đỉnh cung điện nhàn nhạt, nhạt mở miệng mặc dù ta không bắn chết được nó nhưng đuổi nó xuống khỏi đỉnh cung điện thì vẫn được mũi tên lông trên dây cung ngưng tụ ánh sáng trắng đầu ngón tay ca lam buông lỏng mũi tên lông đó liền gào thét xuyên thủng không khí trong nháy mắt biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của lâm thất dạ trong mắt lâm thất dạ hiện lên vẻ kinh ngạc mũi tên lông này tốc độ nhanh đến mức kinh người đỉnh cung điện thân thể kiến hậu vốn bị mộc mộc nổ tung đã được phục hồi gần hết nó nằm trên bức tường chạm trổ tinh xảo của đỉnh cung điện tùy ý gào thét với những người giấy trên bầu trời nhìn những người giấy tụ tập trên bầu trời muốn xuống nhưng lại không dám xuống nó chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái phút ngay lúc này một mũi tên lông tỏa ra ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh nó kiến hậu sửng sốt theo bản năng muốn dịch chuyển cơ thể để tránh né nhưng lại phát hiện mục tiêu của mũi tên lông này căn bản không phải nó mà là bức tường cung điện bên dưới nó mũi tên lông đó trong nháy mắt bắn trúng bức tường bên dưới nó bức tường cung điện được làm từ thần tài của thiên đình này vậy mà không thể chống đỡ được mũi tên lông bình thường này những vết nứt dày đặc nhanh chóng lan rộng trên bề mặt tường chỉ nghe một tiếng nổ lớn bức tường dưới chân kiến hậu vỡ tan kiến hậu mất trọng tâm đột ngột đâm ra đôi chân trước giống như lưỡi hái cắm vào khe hở mép tường để giữ vững thân hình treo lơ lửng ở mép cung điện nó quay đầu nhìn về hướng mũi tên bắn tới miệng đầy răng sắc nhọn mở ra tức giận gào thét về phía lâm thất dạ và cái lam vốt mũi tên thứ hai gào thét bay tới treo lơ lửng ở mép tường lần này kiến hậu không thể linh hoạt tránh né mũi tên như lần trước mặc dù nó cực lực vặn vào cơ thể nhưng vẫn bị mũi tên lông đó bắn trúng thân mũi tên cắm sâu vào lớp vỏ cứng của nó thân hình khổng lồ của nó bị động năng chứa trong mũi tên làm rung chuyển đôi chân trước bị chấn ra khỏi khe hở toàn bộ cơ thể không thể kiểm soát được trượt xuống khỏi mép cung điện đôi chân trước cọ sát trên bức tường màu đỏ son tạo ra những tên lửa chói mắt nó rơi xuống từ đỉnh cung điện thấy cảnh này vô số âm binh giấy đang cuồn cuộn trên không trung như phát điên lao xuống hơi thở kỳ lạ liên kết với nhau lao về phía kiến hậu đang trượt xuống mép cung điện lâm thất giả đã chạy đến cửa cung điện tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thân hình kiến hậu rơi xuống trước mắt hắn ngay sau đó vô số người giấy từ trên ùa xuống may mắn là kiến hậu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng không có người giấy nào phát hiện ra sự tồn tại của lâm thất dạ và ca lam mũi tên của người mà có thể xuyên thủng cung điện sao đó là chất liệu gì vậy lâm thất dạ liếc nhìn bức tường mép cung điện bị vỡ kinh ngạc mở miệng ca lam mỉm cười nhẹ lấy một mũi tên lông từ ống tên sau lưng đưa vào tay lâm thất dạ lâm thất dạ dùng tinh thần lực kiểm tra mũi tên lông này nhiều lần nhìn thế nào cũng không thấy mũi tên lông này có gì khác thường dùng toàn là những vật liệu đơn giản nhất thậm chí tay nghề còn kém xa cung tên bây giờ chỉ bằng một mũi tên như vậy có thể bắn xuyên cung điện sao là cấm khư của ngươi sao lâm thất dạ trả lại mũi tên lông cho ca lam vừa hỏi xong liền nhíu mày lắc đầu không đúng lúc đó của các ngươi hẳn là chưa xuất hiện cấm khư mới phải ca lam mở miệng dường như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh chỉ có thể im lặng ngậm miệng lâm thất dạ quay đầu nhìn cánh cửa cung điện màu đen trước mắt Hắn nhớ rõ bách lý phỉ phỉ và hai người kia chính là đẩy cánh cửa này ra, đi vào bên trong, hắn đặt lòng bàn tay lên cánh cửa điện, dùng sức đẩy ra, cánh cửa lớn đen kịt từ từ mở ra, Lâm Thất Dạ cõng Ca Lam bước vào, vừa vào cửa, hắn đã thấy ba bóng người lén lút nép vào tường, đứng im không nhúc nhích, ba người kia thấy Lâm Thất Dạ, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ nhưng khi thấy cô gái Lâm Thất Dạ cõng trên lưng, nụ cười đột nhiên cứng đờ, ba người nhìn nhau, biểu cảm không khỏi trở nên kỳ lạ, An Khanh Ngư Ủa, sao lưng thất dạ có một người phụ nữ, Tào Uyên, mãnh cái gì, trên lưng thất dạ lại có phụ nữ, Bách Lý Phì Phì. Cái gì, thất dạ mất trinh rồi sao? Lâm thất dạ thấy họ, nhướng mày, các ngươi sao lại? Xuyệt, Bách Lý Phì Phì giơ hai ngón tay ra, ra hiệu Lâm thất dạ im lặng, sau đó chỉ tay về phía trung tâm cung điện, Lâm thất dạ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa đại điện tối tăm, một bảo tọa màu đen cổ kính đang lơ lửng trên không trung, trên bảo tọa đó một bóng người đang ngồi đó, bất động nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người ta kinh hãi, đó là... Lâm thất giả dạ ngây người nhìn bóng người trên bảo tọa, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn do dự một lát, rồi vẫn bước tới bên cạnh ba người bách lý phỉ phì, thất dạ! người, sao lại cõng một người phụ nữ, bách lý phỉ phì thấy lâm thất dạ đi tới, cuối cùng cũng không kìm nén được sự nghi hoặc trong lòng, hạ giọng hỏi, lâm thất dạ trầm ngâm một lát, ở trong một cung điện nhạt được nhạt được, bách lý phỉ phì nghi ngờ nhìn ca lam, nhặt được rồi cong lên. u uh, chuyện nhạt được mỹ nữ, trong tiểu thuyết phim ảnh đúng là khá phổ biến. Nhưng mà, chuyện này hẳn là không liên quan đến ngươi chứ. Bách Lý phì phì gãi đầu, vẻ mặt như thế giới quan bị chấn động. Ngươi không phải là nam châm hút đàn ông sao? Ngoài việc hấp dẫn đàn ông, ngươi còn có thể hấp dẫn cả phụ nữ nữa sao? Lâm thất dạ, lâm thất dạ lặng lẽ đặt tay lên chuôi dao. Lần trước hắn muốn giết Bách Lý phì phì như vậy, vẫn còn ở trại huấn luyện. Tên này không biết xấu hổ muốn hắn người chân mình. Lâm thất dạ hít sâu một hơi, đè nén sát khí cuồn cuộn trong lòng, từ từ mở miệng, vậy nên, các người nép vào bức tường này, rốt cuộc muốn làm gì? Tào Uyên giơ tay lên, chỉ vào bảo tọa lơ lửng giữa đại điện, vào đây mới phát hiện, trên bảo tọa kia lại có người. Mặc dù hắn không chủ động tấn công chúng ta nhưng chúng ta cũng không dám tùy tiện hành động, nơi này có chút tám môn lâm thất dạ liếc nhìn bóng người giữa không trung, lắc đầu, ta đã dùng tinh thần lực thăm dò, đó không phải là người, đó chỉ là một bộ quần áo. Nghe vậy, ba người còn lại đều sửng sốt, quần áo lâm thất dạ khẽ ngâm nga lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ hắn khẽ vung tay ngọn lửa này liền bị hắn ném lên giữa không trung soi sáng đại điện tối tăm dưới ánh lửa bóng người trên bảo tọa cuối cùng cũng lộ diện đó là một chiếc áo choàng rộng lớn màu đen trên áo choàng dùng chỉ vàng theo những hoa văn phức tạp vừa bí ẩn vừa đầy vẻ thần thánh lúc này chiếc áo choàng đó như một người thật ngồi ngay ngắn trên bảo tọa hai ống tay áo trống rỗng đặt trên tay vịn ghế vạt áo buông tự nhiên đế uy mênh mông như thể năm xưa bh phong đô đại đế vẫn còn tại thế che chở cho quốc độ của người chết này chiếc áo choàng này đang chờ bh phong đô đại đế trở về lâm thất dạ nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng giữa không trung thở dài thành phố này cũng đang chờ hắn trở về 100 năm rồi hắn còn có thể trở về sao bách lý phỉ phì không nhịn được hỏi Tảo uyên trầm ngâm một lát chỉ cần hắn nhập luân hồi nhất định có thể trở về dù sao thì ngay cả dương tiễn cũng đã xuất hiện chư thần đại hạ đã bắt đầu trở về sớm muộn gì thì chuyển thế của ph phong đô đại đế cũng sẽ đến đây mở lại ph phong đô lúc này lâm thất dạ như nhớ ra điều gì nghi hoặc hỏi đúng rồi các ngươi vào ph phong độ bằng cách nào ta đã chặn cửa hang rồi mà tào uyên sửng sốt chúng ta không đi cửa hang đi thẳng cửa chính vào cửa chính lâm thất dạ cao mày các ngươi mở cánh cửa đồng khổng lồ đó bằng cách nào chúng ta không làm gì cả nó tự mở nghe vậy cả người lâm thất dạ cứng đờ tại chỗ không làm gì cả tự mở còn là cửa tự động. Nhưng nếu như vậy, lúc hắn đi đến trước cửa đồng khổng lồ, tại sao nó lại không mở? Lâm thất dạ chìm vào suy tư. Ngay lúc này, cánh cửa lớn đen kịt bị đập tung, một bóng trắng khổng lồ loạn trọn từ bên ngoài xông vào. Chỉ thấy kiến hậu vốn uy phong lẫm liệt, giờ đã vô cùng thảm hại, thân thể vừa mới phục hồi được đã có gần một phần ba biến thành giấy vụn, bị xé rách tả tơi, toàn thân tỏa ra tử khí. Cái đầu khổng lồ đã có một nửa khô quắt, biến thành tờ giấy phẳng lì, trông vô cùng kỳ dị. Nó xông vào cửa điện, đột ngột quay người dùng thân thể đóng sầm cánh cửa lớn đen kịt đám người giấy ùa và bị náo chặn ở bên ngoài cả đại điện chìm vào một phiến chết lặng kiến hậu như kiệt sức chậm rãi quay người đột nhiên nhìn thấy năm người núp ở bên tường thân hình khổng lồ cứng đờ bốn người lâm thất dạ lặng lẽ nhìn nhau đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương có lẽ dây chính là oan gia ngõ hẹp lâm thất dạ nhẹ nhàng đặt ca lam ngồi xuống bên mép tường nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói người quá nặng ở trên lưng ta sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của ta Vừa đây một lát trước đã. Ca Lam, Bách Lý phì phì điên cuồng giật khóe miệng, cố nhịn không cười thành tiếng, hắn huyết huyết Tào uyên bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi xem, ta đã nói thất dạ là nam châm hút đàn ông mà. Lời phát biểu này, hư hư, Tào uyên nghi hoặc quay đầu lại, ta thấy, hắn nói rất có lý. Bách Lý phì phì dưới ánh mắt oán trách của Ca Lam, lâm thất dạ từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, hai thanh đao đặt trên vỏ đao, trong nháy mắt rút hai thanh đao thẳng ra, xoang, tiếng đạo ngân trong trẻo vang vọng trong đại điện tối tăm. Lâm thất dạ cầm hai thanh đao, ánh mắt rừng trên thân hình kiến hậu thảm hại không xa, nhàn nhạt, nhạt, mở miệng, đội dự bị thứ năm, nhiệm vụ thanh trừng bí ẩn đầu tiên. Bắt đầu, lời của lâm thất dạ vừa dứt, ba người phía sau hắn đồng thời lao ra, tào uyên xông lên phía trước, đặt tay lên chuỗi đạo trong ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, đạo thẳng tốt khỏi vỏ, ngọn lửa sát khí đen kịt tan sen trên bề mặt cơ thể hắn, bùng cháy ngùn ngụt sát ý kinh thiên từ lưỡi đao đen kịt của hắn tàn phá dữ dội như một tên điên rơi vào địa ngục cười gần lao về phía kiến hậu phía trước kiến hậu rõ ràng cảm nhận được hơi thở đe dọa từ trên người tào uyên thân hình hơi chìm xuống sau đó thân hình như mũi tên bay phút ra thân hình khổng lồ va chạm với không khí tạo ra tiếng gió rít đôi chân trước sắc nhọn chém về phía thanh đạo hắc viên của tào uyên đoàng thanh đao và đôi chân trước va chạm tiếng ông ông chói tai vang vọng giữa đại điện trống trải tào uyên toàn thân đen kịt bị một đòn này đánh lùi mười mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại còn kiến hậu thì thảm hại hơn lực chấn động của vụ va chạm trực tiếp xé toạc một phần giấy trên thân nó một chân sau bị xé toạc hoàn toàn tiếng gầm đau đớn của nó vang vọng khắp đại điện không phải nói rằng tào uyên mạnh đến mức nào ngược lại nếu cả hai đều ở trạng thái bình thường mà đánh ra một đòn này thì tào uyên chắc chắn là người bị đánh bay đáng tiếc là kiến hậu dưới sự sói mòn của pháp thuật giấy người một phần ba thân thể đều biến thành giấy chỉ cần cử động nhẹ là một phần cơ thể sẽ bị xé toạc cho dù là sức mạnh tốc độ hay cường độ cơ thể nó đều bị cơ thể giấy kéo tụt lại một đoạn dài cùng lúc đó lại có hai bóng người lần lượt lóe lên từ phía sau tào uyên ánh mắt an khanh ngư chăm chú nhìn vào kiến hậu trước mặt từng giây từng phút phân tích cấu trúc cơ thể của nó những sợi tờ vô hình bắn ra từ lòng bàn tay hắn trong nháy mắt quấn quanh tất cả các khớp của kiến hậu kiến hậu vùng vẫy dữ dội sức mạnh khủng khiếp kéo an khanh ngư lảo đảo về phía trước hắn cao mày ngay sau đó một luồng băng giá cực độ theo sợi tơ lan ra ngưng tụ chính xác ở khu vực hoạt động của tính trình kiến hậu băng giá làm chậm tốc độ của kiến hậu nó giống như một con kiến tàn tật bị chật khớp cứng ngắc vặn vẹo cơ thể rất nhiều vụn băng rơi ra từ các khớp dường như rất nhanh sẽ vùng thoát ra được ngay lúc này bách lý phì phì đạp lên dao quang bay lên giữa không trung từ trong túi lấy ra một chiếc trong chóng đồ chơi màu sắc kiểu cũ nhẹ nhàng thổi một hơi về phía kiến hậu bên dưới cánh quạt của trong chóng quay nhanh ngọn lửa hùng hùng từ bên trong trong chóng cuộn trào ra giống như một cơn lốc lửa kinh hoàng thiêu đốt từ trên không trung ầm ầm rơi xuống oanh cơn lốc lửa trong nháy mắt nhấn chìm thân hình kiến hậu tiếng đảo thét thảm thiết truyền ra từ trong ngọn lửa một phần ba thân thể giấy của kiến hậu trên người nó trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu dụi thành cho thân hình kiến hậu xông ra khỏi ngọn lửa nửa khuôn mặt đã biến mất không thấy nửa thân sau đang bốc khói đen giấy đã hoàn toàn bị carbon hóa theo chuyển động của cơ thể nó mà bay lơ lửng trong không khí một ngọn lửa này bùng lên trực tiếp khiến kiến hậu vốn đã bị thương nặng thêm phần thê thảm kiến hậu tàn tật miễn cưỡng ổn định thân hình vừa gầm lên với lâm thất dạ và những người khác vừa từ từ co về góc cung điện đồng thời những đường vẫn màu đỏ kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt cơ thể nó không chỉ cơ thể nó mà mặt đất dưới chân nó cũng bắt đầu lan ra những đường vẫn màu đỏ giống như những mạch máu đang nhuyễn động không ngừng ăn mòn vùng đất xung quanh một luồng hơi thở kỳ lạ bùng phát từ trên người kiến hậu cùng lúc đó trong khe nứt lớn bên ngoài phong đô những con kiến thợ màu đỏ đang trèo lên vách đá đột nhiên tất cả các con kiến thợ đều xuất hiện những đường vẫn màu đỏ trên bề mặt thân hình chúng run lên, thân hình giống như quả bóng bay, nhanh chóng phình to, bùm thân hình của một con kiến thợ phình to đến cực hạn, đột nhiên nổ tung, máu xanh và các chi bắn tung tóe, một luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ chìm vào hư vô, không biết đi đâu. Ngay sau đó, cơ thể của con kiến thợ thứ hai cũng nổ tung, rồi đến con thứ ba, thứ tư, thứ năm, trên khe nứt lớn chẳng chỉ những con kiến thợ, từng con kiến thợ nổ tung như pháo hoa, vô số ánh sáng đỏ tràn vào hư vô, biến mất không thấy, không chỉ kiến thợ những con kiến lính màu đen cũng xuất hiện những đường vẫn này trên bề mặt nhưng chúng không giống những con kiến thợ hoảng sợ kia chúng dường như hiểu được điều gì sắp xảy ra lặng lẽ cúi đầu xuống đất lặng lẽ chờ cơ thể mình nổ tung bùm 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 sau khi cơ thể kiến lính nổ tung ánh sáng đỏ ngưng tụ gấp ba lần kiến thợ trong nháy mắt chìm vào hư vô biến mất không dấu vết hoàng cung phong đô một lượng lớn ánh sáng đỏ trào ra từ mặt đất có đường vân đỏ dưới chân kiến hậu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cơ thể nó những ánh sáng đỏ đó nhanh chóng hòa vào cơ thể nó thân hình đột nhiên tăng vọt cao gấp đôi so với ban đầu thân thể tàn tạ cũng nhanh chóng tái sinh lớp vỏ màu đỏ ngưng tụ trên bề mặt cơ thể nó giống như mặc cho nó một bộ giáp dày lấy dao sắc bén như lưỡi hái màu đen vươn ra từ khe hở của bộ giáp một đôi dâu dài màu trắng biến thành màu sắc kỳ lạ thô to và linh hoạt giống như hai con chăn khổng lồ đầy màu sắc hơi thở của nó đang tăng lên với tốc độ kinh hoàng từ thoi thóp lúc đầu đến khi phục hồi sơ bộ cảnh giới hải liên tục tăng lên đến đỉnh cao của cảnh giới hải, thậm chí còn có dấu hiệu phá vỡ lớp xưởng xích đó, đạt đến cảnh giới vô lượng. An Khanh ngư nhìn thấy cảnh này, cao mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, trầm giọng nói, cấm khư trình tự 347, hiến tế huyết mạch. Hiến tế huyết mạch, bách lý phỉ phỉ nghi hoặc hỏi, thông qua việc hiến tế sinh mạng có huyết thống gần gũi, bù đắp sự thiếu hụt của cơ thể, nâng cao cấm khư tạ ác của chính mình. Nhưng cấm khư này đối với người bình thường không có tác dụng gì, vì người thân chỉ có vài người và sức mạnh chứa trong huyết thống ít đến đáng thương, cho dù có hiến tế hết thì nhiều nhất cũng chỉ có thể để một người bình thường đột phá đến cảnh giới chản hoặc trì, cho nên trình tự cực kỳ tụt hậu. An Khanh ngư nhìn chằm chằm vào kiến hậu trước mặt, sắc mặt vô cùng u ám, nhưng đối với kiến hậu là loại sinh vật có khả năng sinh sản siêu mạnh như vậy, nếu thực sự hiến tế hết mấy trăm con kiến linh kiến thợ kia, ít nhất có thể đột phá đến cảnh giới vô lượng, thậm chí bước vào cảnh giới lên cũng không phải không thể. Điên rồi như vậy sao? Bách Lý phỉ phỉ kinh hãi không có cấm khư nào yếu kém chỉ có cấm khư không phù hợp cấm khư này kết hợp với kiến hậu quả thực là sự kết hợp biến thái phi thường lâm thất dạ nắm chặt con dao thẳng trong tay lạnh lùng nói dù thế nào đi nữa nhất định phải cắt đứt nó nếu thực sự để nó bước vào cảnh giới vô lượng chúng ta sẽ nguy hiểm an khanh ngư cao mày lắc đầu những đường vẫn hiến tế huyết mạch mới là nguồn sức mạnh của nó đó không phải là thực thể có lẽ cuộc tấn công của chúng ta căn bản là vốt vừa dứt lời một mũi tên đã vút qua bên cạnh lâm thất dạ mũi tên này có đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng trắng dễ dàng xuyên thủng ánh sáng đỏ bao quanh kiến hậu đâm vào lớp vỏ dày màu đỏ như đâm thủng một tờ giấy dễ dàng chìm vào những đường vẫn màu đỏ chằm chịt bạn đang xem chạm thần tại kênh youtube di các phim ánh sáng trắng của đầu mũi tên ngay lập tức cắt đứt đường vẫn hiến tế cơ thể kiến hậu đột nhiên run lên hơi thở không ngừng tăng lên đột ngột dừng lại lâm thất dạ an khanh ngư bách lý phì phì ba người cùng lúc dừng sốt quay đầu nhìn về hướng mũi tên bay tới Kalam mặc trường bào màu xanh rộng đang đứng yên lặng ở góc cung điện, tay cầm cây cung gỗ cứng màu vàng nhạt, đối mặt với Kiến Hậu, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người, Kalam hơi sửng sốt, dường như không hiểu tại sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Tiếng va chạm trầm đục truyền đến từ hướng Kiến Hậu, Kiến Hậu bị cắt đứt nghi lễ hiến tế vô cùng tức giận, chân trước dẫm mạnh xuống mặt đất cung điện, khiến những đường vân màu đỏ đang nhiễu động dưới chân vỡ tan tành, những xúc tu giống như chăn quấn lấy mũi tê lông vũ trên cơ thể dùng sức kéo nó ra khỏi khe hở trên lớp vỏ gầm lên giận dữ đột nhiên dùng sức muốn bẻ gãy mũi tên lông vũ phá hỏng nghi lệ hiến tế này dùng sức mũi tên lông vũ vẫn không nhúc nhích kiến hậu giáp đỏ sừng sốt hai xúc tu lại dùng thêm sức mũi tên lông vũ vẫn không nhúc nhích kiến hậu giáp đỏ nhe răng trợn mắt một đôi xúc tu gần như xoắn thành hình xoắn ốc thân hình khổng lồ cũng hơi run dày, mũi tên lông vũ bình thường đó vẫn không nhúc nhích thậm chí một sợi lông vũ cũng không thể kéo ra được kiến hậu giáp đỏ nó lặng lẽ ném mũi tên lông vũ đó vào góc cung điện trừng mắt nhìn những người trước mặt cầm lên giữ ton bách lý phì phì nhìn cảnh này nghi ngờ có chút không chắc chắn nói sao tôi lại thấy nó giống như tức giận xấu hổ vậy không cần cậu thấy nó chính là tức giận xấu hổ chân lâm thất dạ nhanh chóng nhuộm một màu đen bình tĩnh nói bây giờ nó có lẽ là đỉnh cảnh giới hải mặc dù chưa đột phá đến vô lượng nhưng so với sức chiến đấu trước đây thì chắc hẳn là khác xa trời vực mọi người cẩn thận rõ an khanh ngư gật đầu he 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 tào uyên điên cuồng không nói hai lời cầm đao như chó điên đuổi theo kiến hậu giáp đỏ chém lưỡi đao sát ký màu đen chém vào lớp giáp đỏ của kiến hậu chỉ để lại những vết chém nông sâu không đều không giống như trước đây trực tiếp phá vỡ phòng ngự của kiến hậu kiến hậu giáp đỏ đã sớm không ưa gì tên thiếu não này bây giờ không chỉ thương thế hồi phục mà cảnh giới còn tăng lên đến đỉnh cảnh giới hải không chút do dự trực tiếp đâm sầm vào tào uyên vài lưỡi dao sắc bén dài như lưỡi liềm màu đen đâm ra từ dưới lớp vỏ dễ dàng đỡ được đòn chém của Tào Uyên, thân hình bị Tào Uyên đẩy lùi lại một chút, sau đó hai xúc tu sạc sỡ linh hoạt quất ra, trực tiếp đánh bay Tào Uyên điên cuồng hơn 10 mét, hai người tránh xa tôi một chút, Lâm Thất Dạ nhìn cảnh này, dường như nghĩ đến điều gì, nói với An Khanh Ngư và Bách Lý Phỉ Phỉ bên cạnh, hai người sửng sốt, mặc dù không hiểu Lâm Thất Dạ định làm gì nhưng vẫn lùi lại vài bước, Lâm Thất Dạ ngồi xổm xuống, một lòng bàn tay ấn xuống mặt đất, ngay sau đó một trận pháp ma pháp chói mát và khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó Vô số rễ cây thô to phun trào ra từ trận pháp ma pháp, tự động cắm vào mặt đất. Những thân cây màu nâu đan xen nhau, tạo thành một thân cây khổng lồ bán kính 4-5 mét. Thân cây này điên cuồng vươn lên bầu trời, xa đến gần đỉnh đại điện mới từ từ dừng lại. Từng cành cây vươn ra từ thân cây, những dây leo có gai treo cao, vạn vọng nhanh chóng giữa không trung. Bách Lý phì phì bên cạnh kinh ngạc há hốc mồm. Đây, đây là cây yêu cổ đại. Lâm thất giả vỗ nhẹ vào thân cây bên cạnh, triệu hồi vật mới trước đó, Lâm Thất Giả đã hiến tế hơn 50 xác kiến thợ cảnh giới xuyên trong khu rừng nguyên sinh, có được một cơ hội triệu hồi chiều không gian nhưng do giới hạn cảnh giới của bản thân Lâm Thất Giả vẫn chỉ có thể triệu hồi vật triệu hồi có sức mạnh ngang bằng cảnh giới xuyên tất nhiên. Giữa cảnh giới xuyên và cảnh giới xuyên vẫn có sự khác biệt rất lớn, vật triệu hồi được ký kết giao ước sau khi hiến tế hơn 50 con cảnh giới xuyên, sức chiến đấu và tiềm lực của nó tự nhiên không thể so sánh với cảnh giới xuyên bình thường. Con cây yêu cổ đại này gần như là sức mạnh trần nhà của cảnh giới này quan trọng nhất là thể tích và sức chiến đấu của nó sẽ tăng lên theo cảnh giới của lâm thất dạ thậm chí có thể phát triển đến cảnh giới vô lượng điểm yếu duy nhất là triệu hồi thứ này mất khá nhiều thời gian và nếu ở trong không gian hẹp cơ thể của nó có thể sẽ trực tiếp làm nổ tung môi trường xung quanh kiến hậu giáp đỏ nhìn thấy cây yêu khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong đại điện gầm lên hai tiếng nhưng không để tâm dù sao thì chênh lệch cảnh giới ở đó nó hoàn toàn không sợ đối phương tất nhiên lâm thất dạ cũng không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ bằng một vật triệu hồi là có thể đánh bại một kiến hậu cảnh giới hải Đỉnh, mặt đất dưới chân Kiến Hậu đột nhiên nổ tung, vô số rễ cây thô to trào ra từ dưới đất, mỗi rễ đều to bằng thùng nước, giống như một bó chăn khổng lồ màu nâu, chụp lấy thân thể Kiến Hậu. Sau khi xúc tu của Kiến Hậu tiến hóa, khả năng cảm chi dường như trở nên nhạy bén hơn, ngay lập tức di chuyển khỏi mặt đất nơi nó đứng, giống như một bóng ma màu đỏ lướt đi trong đại điện dụng lớn, vô số dây leo và rễ cây liên tục phun ra từ dưới đất, phong tỏa đường đi của nó. Ngay khi Kiến Hậu đang di chuyển giữa các dây leo một thanh đao thẳng ẩn núp giữa các dây leo ngay lập tức dịch chuyển đến đỉnh đầu kiến hậu thân hình lâm thất dạ xuất hiện giữa không trung mang theo một màu đen như tia chớp sáng xuống cạch lưỡi đao của hai thanh đao va chạm với lưỡi dao nhọn trên cơ thể kiến hậu tạo ra những tia lửa chói mát thân hình kiến hậu vị thế công của lâm thất dạ đập xuống hơi chìm nhưng nhờ vào sức mạnh khủng khiếp nó vẫn đỡ được nhát chém này hai xúc tu vạn vẹo giữa không trung sau đó như roi ra quất vào người lâm thất dạ lâm thất dạ thậm chí không thèm nhìn hai xúc tu này vì khoảnh khắc tiếp theo vài sợi tơ bám băng đã dự đoán chính xác quỹ đạo của xúc tu, từ một hướng khác kéo chặt chúng giữa không trung. An Khanh Ngư khẽ búng ngón tay, từng sợi tơ liên tục quấn quanh xúc tu, trong nháy mắt đã phủ đầy băng giá lên hai xúc tu thô to kia. Xe sấm động đất điện hỏa vang lâm thất dạ khẽ ngầm một tiếng, sấm sét màu đen liền bùng phát từ lưỡi đao của hắn, theo thân đao tràn vào cơ thể kiến hậu giáp đỏ, cơ thể kiến hậu khẽ run lên, rơi vào trạng thái cứng đờ. Cùng lúc đó, vô số dây leo thân cây quấn chặt lấy cơ thể nó, giống như một nhà tù gỗ cổ đại giam cầm nó tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lâm thất giả hít một hơi thật sâu, dùng sức đâm thẳng đạo trong tay vào lớp giáp đỏ của kiến hậu, lưỡi đào đâm vào cơ thể kiến hậu, bóng tối cực độ điên cuồng tràn vào cơ thể nó, ăn mòn mọi nội tạng và máu thịt. Cơn đau dữ dội do sự ăn mòn của bóng tối cực độ khiến kiến hậu gần như phát điên, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp đại điện. Trong trạng thái bùng nổ, nó đã xé tỏa một phần dây leo, lưỡi dao sắc nhọn nhanh chóng cắt đứt, tạo nên một cơn bão lưỡi dao cuồng ngạn trước mặt. He he he. Tào Uyên điên cuồng mang theo sát khí ngút trời, không phân biệt địch ta, trực tiếp chém nát dây lao quấn quanh kiến hậu giáp đỏ, xông đến trước mặt kiến hậu, lưỡi đao quấn quanh ngọn lửa sát khí, nghênh đón lưỡi dao điên cuồng của kiến hậu chém tới. Lưỡi đao thẳng đen kịt và vô số lưỡi dao sắc nhọn vô cùng va chạm với nhau hàng chục lần trong nháy mắt, động tác của hai kẻ điên này đã kéo ra tàn ảnh, sát khí tứ phía, khiến người ta hòa mặt chóng mặt, nhưng cuộc chém giết cân sức này chỉ kéo dài trong chốc lát, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi này, đâm thất giả đã thành công ăn mòn 40% cơ thể kiến hậu, bóng tối này đối với kiến hậu mà nói, thậm chí còn là một loại thuốc độc chết người khủng khiếp hơn cả hóa thành giấy. Kiến hậu mất đi sức mạnh chống đỡ lập tức trở nên suy yếu nhưng đạo của tàu uyên lại vung càng lúc càng nhanh, sát khí lạnh lẽo dễ dàng để lại từng vết thương sâu hóm trên lớp giáp đỏ của kiến hậu, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp chém đát toàn bộ lớp giáp đỏ. Kiến hậu toàn thân đầy thương tích cào lên một tiếng, quay người bỏ chạy căn bản không muốn tiếp tục dây dưa với tên điên tào uyên này nhưng lâm thất dạ phía sau nó lại không có ý định buông tha hắn nắm chặt cán dao thẳng đâm vào cơ thể kiến hậu dùng sức khuấy động kéo ra hai vết máu sâu hoắm trên lưng kiến hậu để sành hoa say ba nghìn khách một kiếm hàn xương 14 bốn châu kiếm khí lạnh lẽo từ lưỡi đao của lâm thất dạ cuộn trào ra trực tiếp từ vết máu tràn vào cơ thể kiến hậu trong nháy mắt làm nội tạng của nó vỡ tan lấy lưỡi đao của lâm thất dạ làm danh giới nửa thân người bị kiếm khí cắt đứt lâm thất dạ theo thân thể bị cắt đứt đó ngã xuống đất máu xanh nhuộm ướt toàn bộ chiếc áo sơ mi đen của hắn hắn ngẩng đầu nhìn kiến hậu chỉ còn lại cái đầu nhíu chặt mày phải nói rằng không hồ là bí ẩn của cảnh giới hải sao cơ thể bị bóng tối ăn mòn và thối rữa hơn một nửa thậm chí một nửa thân người lớn cũng bị cắt vụn ngay cả như vậy mà vẫn còn sống nhưng có thể khẳng định rằng kiến hậu hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà hôm nay nó chắc chắn phải chết kiến hậu chỉ còn lại nửa thân người nhỏ bé gào thét thảm thiết nó đã hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận, giống như một con ruồi không đầu loạn xạ trong đại điện, máu xanh liên tục trào ra từ trong cơ thể, đội tạng rơi đầy đất nhưng ham muốn sống mãnh liệt thúc đẩy nó đi tìm hy vọng sống sót. Thật khéo, cuối cùng nó đã chọn một góc nào đó trong đại điện, dùng hết sức sông về phía đó. Lâm thất dạ và những người khác thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy theo hướng kiến hậu lao tới một cách vô tri, cô gái mặc trường bào màu xanh lam đang đứng yên ở đó, nhìn thấy kiến hậu lao về phía mình, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không ổn lâm thất dạ cau mày nhanh chóng ném con dao thẳng trong tay ra hú hét lao về phía trước già lam để ngăn chặn nhưng khoảng cách giữa hắn và già lam quá xa hơn nữa mất đi hơn một nửa cơ thể kiến hậu đang hấp hối lại có tốc độ nhanh vô cùng ngay cả với tốc độ bay của dao thẳng cũng rất khó kịp thời chặn trước người già lam kiến hậu điên cuồng lao về phía trước mặc dù đã mất đi hơn một nửa cơ thể nhưng thân hình vẫn rất to lớn kết hợp với tốc độ kinh người giống như một đoàn tàu cao tốc đang chạy hết tốc lực một số ít lớp giáp đỏ vỡ vụn bám trên đầu nó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt đã đến trước mặt cô gái già lam bình tĩnh nhìn kiến hậu lao tới thầm lặng đeo cung gỗ cứng sau lưng đưa ra một bàn tay trắng nõn mềm mại từ từ chặn trước người ầm uhm. kiến hậu nhanh đến kinh người trong nháy mắt đâm vào lòng bàn tay già lam mảnh vỡ sắc nhọn của lớp vỏ giáp nổ tung luồng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường cuộn trào ra bốn phía thổi bay trước trường bào màu xanh lam của cô gái đoàn tàu cao tốc đang chạy nhanh này sau khi va chạm với bóng hình gầy gò đó, lại bị chặn cứng trước lòng bàn tay, căn bản không thể tiến thêm nhiều bước. dưới động năng khủng khiếp, đầu kiến hậu nứt ra từng mảnh, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của kiến hậu chưa kịp phát ra thì lực chấn động đã phá hủy toàn bộ hệ thần kinh của nó. thân thể kiến hậu đã méo mó không chịu nổi giống như một cục bùn nhão, mềm nhũn nằm trước người già lam hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống. già lam từ từ thu tay lại, lòng bàn tay trắng như ngọc không để lại chút vết thương nào, dường như vừa rồi kiến hậu thậm chí còn không chạm được đến một sợi tóc của cô cả đại diện chìm vào sự im lặng lâm thất dạ bách lý phì phì an khanh ngư ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả người kinh ngạc đến không nói nên lời đòn tấn công cuối cùng trước khi kiến hậu hấp hối mạnh đến mức nào trong lòng bọn họ đều biết rõ ngay cả khi bất kỳ ai trong số bọn họ đối đầu cũng không thể giành chiến thắng quá dễ dàng nhưng thiên thiên cô gái có vẻ bình thường này lại hóa giải tất cả chỉ bằng một tay bách lý phì phì và an khanh ngư quay đầu nhìn lâm thất dạ trong mắt đầy vẻ chất vấn còn lâm thất dạ thì bất lực lắc đầu ra hiệu rằng mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra he 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 tào uyên cầm dao vừa cười ngốc vừa xông đến trước mặt lâm thất dạ lâm thất dạ hai phút sau tào uyên bị trói chặt chẽ nằm trên mặt đất không còn sức sống còn lâm thất dạ ba người đã tụ tập bên cạnh già lam cô không bị thương chứ lâm thất dạ mở lời hỏi già lam lắc đầu mái tóc dài đen nhánh khẽ đung đưa sau lưng cô thực sự là người sao lâm thất dạ lại hỏi già lam rất bất đắc dĩ già lam lại gật đầu nhìn lâm thất dạ bằng ánh mắt đầy oán trách bách lý phì phì vỗ vai lâm thất dạ không nhịn được khuyên nhủ thất dạ cậu nói chuyện cũng khá lắm sau này không được nói nữa an khanh ngư đánh giá già lam từ trên xuống dưới trong mắt hiện lên ánh sáng xám nhạt trên mặt tràn đầy sự tò mò chưa từng có tôi có thể không được ô an khanh ngư buồn bã cúi đầu tào uyên ở bên cạnh xé băng dính trên người đứng dậy khỏi mặt đất nhìn già lam không xa chìm vào trầm tư có chút không chắc chắn mở miệng các người có thấy không cảnh tượng vừa rồi có chút quen thuộc không bách lý phì phì quay đầu lại nghi hòa gãi đầu quen thuộc ở đâu an khanh ngư như nghĩ đến điều gì đột nhiên mở miệng ý anh là cô gái có đặc tính bất tử được ghi chép trong cuộn sách kia tào uyên gật đầu có thể ban cho mũi tên đặc tính bất tử bản thân đau thương bất nhập phúc kiên bất tồi hơn nữa nhìn từ trang phục trên người cô ấy hẳn là thuộc về thời đại đó lâm thất giả có chút nghi hoặc hỏi cuốn sách gì an khanh ngư đơn giản mô tả lại vụ án trong cuốn sách đó trong lòng lâm thất dạ lập tức hiểu ra câu chuyện này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hắn nhìn thấy trên tấm ván quan tài không ngoài dự đoán cô gái trước mắt này hẳn là người bất tử được ghi chép trong cuốn sách họ nói có phải là câu chuyện của cô không lâm thất dạ quay đầu nhìn già lam đang im lặng bên cạnh già lam mím môi nhẹ gật đầu lâm thất dạ há miệng đang định nói gì đó thì lúc này một loạt tiếng sấm truyền đến từ bên ngoài đại điện ngay sau đó chiếc áo bảo đế vương ngồi trên ngai vàng như cảm ứng được điều gì đột nhiên bay lên khỏi ngai vàng giống như một tia chớp đâm thủng cánh cửa cung điện biến mất không thấy tăm hơi ba phút trước bên ngoài cung điện phong đô lý đức dương đứng trên phiến đá lơ lửng thứ năm ngẩng đầu nhìn cung điện trên đỉnh đầu trên mặt hiện lên vẻ tăng thương vô tận vô số ký ức bị phong ấn từ sâu trong linh hồn trào ra đôi mắt tràn đầy đau khổ và ràng xé hóa ra là ngươi điều khiển lục đạo luân hồi để ta được sinh ra ở huyện an ta gần đây nhất là ngươi mỗi đêm sau khi ngủ gọi tên ta để ta trở về huyện an ta là ngươi đưa ta đến khu rừng bỏ hoang tận mắt chứng kiến con kiến thợ xuất hiện xin cấp cứu với cấp trên cũng là người trong khu rừng nguyên sinh cũng là người ám chỉ ta và bọn họ tiếp tục tiến lên thậm chí sau khi vào phong đô người cũng chỉ dẫn ta một đường đến trước cung điện này cuộc đời ta vẫn luôn chịu ảnh hưởng của người hắn từ từ bước đi đặt chân lên phiến đá thứ sáu ô ừ. tiếng ông ông vang vọng trên bầu trời bên ngoài cung điện trong mắt lý đức dương vẻ tăng thương lại thêm đậm nét nhất định phải như vậy sao hắn lập bẩm ta chỉ muốn yên lặng canh giữ biên cương mua cho cha già một căn nhà để dưỡng già, tìm cho con gái một chàng rể đáng tin cậy, cho họ một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Sau đó như một chiến sĩ ngã xuống trước mặt muôn người, trách nhiệm của ngươi, đại đạo của ngươi, đối với ta mà nói, thật sự quá nặng nề, trở thành ngươi, ta còn là Lý Đức Dương không? Giọng hắn rất nhẹ, như đang tự hỏi mình, lại như đang hỏi một người khác, hắn bước đi, đặt chân lên phiến đá thứ sáu, tiếng chấn động lại vang lên, giống như một tiếng sấm trầm đục, vang vọng trên bầu trời phong đô, những ký ức vụn vặt, không thuộc về hắn từ sâu trong linh hồn hắn trào ra tràn vào trong đầu hắn trong lúc mơ hồ hắn lại nghe thấy tiếng cầu xin của những hồn ma kia cầu xin ngươi cứu chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy ta cũng sẽ biến thành lệ quỷ rõ ràng ngươi có thể làm được tại sao tại sao cầu xin ngươi dù chỉ có đứa con của ta cũng được cầu xin ngươi hắn kinh ngạc mở to mắt quay đầu nhìn lại phía sau mình hắn đứng trên phiến đá lơ lửng giữa không trung nhìn xuống thành quỷ hoang tàn dưới chân dưới chân hắn là một thành phố chứa vô số hồn ma, chúng đã ở đây chờ đợi 100 năm, thì ra là vậy thì ra, ý ngươi là như vậy. Hắn nhìn xuống thành quỷ dưới chân, trong mắt dần dần lóe lên một tia sáng, như hiểu ra điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn giang rộng vòng tay, như muốn ôm lấy thành quỷ này, chúng cũng là muốn người. Lý Đức Dương lấy từ trong túi ra một chiếc huy chương sáng lấp lánh, dùng ngón tay cái cẩn thận lau chùi bề mặt của nó, nhìn ba chữ Lý Đức Dương được khắc ngay ngắn trên đó, vẻ mặt hiện lên vẻ không đỏ. Ngón tay cái của hắn khẽ búng vào dưới huy chương, đinh. Chiếc huy chương đã đồng hành cùng hắn 20 năm, tượng trưng cho vinh quang và trách nhiệm, bị hắn bắn lên không trung, quay nhanh như chớp, bề mặt huy chương phản chiếu rõ ràng thành quỷ dưới chân và khuôn mặt bình tĩnh của Lý Đức Dương, sau đó rơi vào thành quỷ dưới chân, biến mất không thấy. Nếu đêm tối cuối cùng cũng đến, ta nhất định sẽ đứng trước muôn người. Lý Đức Dương tiện chiếc huy chương rơi xuống, lẩm bẩm, hôm nay, cho dù Lý Đức Dương này chết vì muôn người thì sao, hắn quay người bước tới phiến đá thứ bảy sau đó không chút do dự lại bước lên phiến đá thứ tám thứ chín thứ mười ầm 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 bốn tiếng nổ lớn liên tiếp như sấm nổ vang lên trên bầu trời phong đô trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả hồn ma chúng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn về phía cung điện mà chúng đã canh giữ trong trăm năm trong phủ đệ hồn ma từng giao lưu với lâm thất dạ ngây người nhìn bóng người sừng sững trước cung điện đôi môi không kìm được run rẩy hai chân quỳ xuống cả người quỳ rạp xuống đất nước mắt lưng trong chúc mừng đại đế trở về. Đằng sau nó, vợ và con gái nó cũng quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh về phía bóng người đó. Toàn bộ phong đô, tất cả những hồn ma còn nhân tính, đều quỳ dạp xuống đất, kích động nhìn bóng người trước cung điện, thầm hộ, chúc mừng đại đế trở về. Tất cả mọi người đều không nghe thấy giọng nói này nhưng Lý Đức Dương có thể, hắn đứng trên phiến đá cuối cùng, nhìn xuống những hồn ma đang bái lại dưới chân, vẻ mặt răng xé, nghi hoặc, do dự đều biến mất không thấy, thay vào đó là sự bình tĩnh chưa từng có. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn người canh gác Lý Đức Dương nữa, ta là Đại đế Phong Đô. Âm. Uhm. Cánh cổng cung điện sau lưng hắn đột nhiên mở ra, chiếc áo choàng rộng màu đen từ bên trong bay ra, lượn vòng quanh Lý Đức Dương, như đang nhảy nhót. Lý Đức Dương nhìn thấy chiếc áo choàng đế vương quen thuộc này, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vươn tay ra, chiếc áo choàng đế vương liền khoác lên người hắn, không gió mà bay, những đường vẫn màu vàng tỏa sáng rực rỡ chưa từng có, một luồng uy nghiêm của đế vương đột nhiên giáng xuống trong cung điện phía sau bốn người lâm thất dạ đứng sau cánh cửa nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc há hốc mồm lý chú lý đây là bách lý phì phì cảm nhận được hơi thở trên người lý đức dương còn có chiếc áo choàng đế vương đang cuộn tròn cả người không nói nên lời lâm thất dạ nhìn bóng lưng lý đức dương tuy cũng kinh ngạc nhưng so với hai người kia thì tốt hơn một chút ông ấy là kiếp sau của đại đế phong đô lâm thất dạ từ từ nói thật ra thì cũng nên nghĩ đến phong đô là quốc gia của người chết trong truyền thuyết cánh cổng của nó sao có thể tùy tiện mở ra cho các ngươi nhưng mà nhưng mà sao ông ấy lại là đại đế phong đô được chứ bách lý phì phì vẫn khó tin ông ấy rõ ràng là một ông chú tốt bụng bình thường đâu có khí chất của đại đế trước khi ký ức luân hồi thức tỉnh hắn chỉ là lý đức dương mà thôi tào uyên thở dài có chút cảm khái nói nhưng bây giờ chưa chắc ngoài cung điện lý đức dương khoác áo choàng đế vương từ từ nhắm mắt lại cảnh giới nhanh chóng tăng lên cảnh giới trì cảnh giới xuyên cảnh giới hải vô lượng lên khi gông cùng cuối cùng cuộc lên dễ dàng bị phá vỡ khí chất của hắn như được thăng hoa bước vào một cảnh giới huyền diệu sau đó hơi thở của hắn dừng lại tại chỗ hắn hơi nhíu mày cúi đầu nhìn hai tay mình có chút bất lực lắc đầu chỉ có thể khôi phục đến mức này sao ngay lúc này hắn như phát hiện ra điều gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phong đô biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng chỉ thấy mái vòng đen kịt đó đột nhiên xuất hiện những gợn sóng đỏ tươi kỳ lạ một luồng hơi thở âm u đến cực điểm đột nhiên giáng xuống phong đô tất cả hồn ma dưới luồng hơi thở này đều không kìm được mà run rẩy trong những gợn sóng đỏ tươi một bàn tay đen đột nhiên xuất hiện sau đó là cánh tay vai đầu thân hắn từ trong gợn sóng hiện ra lẳng lặng lơ lửng giữa không trung một vị thần màu đen để trần thân trên đó là tào uyên ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào bóng người lơ lửng trên bầu trời sắc mặt hơi đổi thần lâm thất dạ hít sâu một hơi cỗ hơi thở đó chỉ có thể là thần không ai hiểu rõ huy áp của thần hơn lâm thất dạ từ lâu ở thương nam hắn đã từng chạm mặt với Indra, thậm chí còn giết chết một phân thân của Loki, nhưng trong lãnh thổ phong đô, sao có thể có ngoại thần, hắn ta vào đây bằng cách nào, Tào Uyên cao mày, lâm thất dạ quan sát bóng người đó, kết hợp các manh mối với lời mô tả của hồn ma trong tòa nhà đó, đưa ra một phòng đoán táo bạo, có lẽ, hắn ta vốn đã ở đây, chưa từng rời đi phong đô đại đến ngẩng đầu nhìn bóng người trên bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại, diêm ma, giọng nói của phong đô đại đế vang vọng giữa không trung người cướp mảnh vỡ phong đô của ta còn chưa đủ vậy mà còn để lại một hình chiếu ở đây ngươi muốn làm gì vị thần đen thuần khiết lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phong đô đại đế dưới chân cười lạnh nói năm xưa khi chúng ta phá vỡ phong đô ta không cướp được của ba tên khốn đó chỉ lấy được mảnh nhỏ nhất đương nhiên chỉ có thể âm thầm để lại một quân cờ để mắc đến mảnh vỡ cuối cùng đáng tiếc là có uy đế của người chân giữ bao nhiêu năm qua ta vẫn không thể lai chuyển được chút nào thân hình diêm mà từ từ hạ xuống trôi đến trước mặt phong đô đại đế có chút trêu chọc nhìn hắn, trong mắt hiện lên ánh sáng tà dị, không ngờ, người lại trở về, hơn nữa, còn yếu hơn trước rất nhiều, khóe miệng hắn không kìm được mà nhếch lên, nếu giết người ở đây, uy đế của ngươi sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, đến lúc đó mảnh vỡ phong đô cuối cùng này sẽ hoàn toàn rơi vào tay ta, phong đô đại đế nhàn nhạt, nhạt, nói, người ngay cả uy đế của ta cũng không lay chuyển được, còn muốn giết ta, nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh cao, đương nhiên ta sẽ chạy xa đến đâu hay đến đó, diệp ma nheo mắt, nhưng bây giờ thì khác, hai năm nay chúng ta đã nắm rõ tình hình của các ngươi mặc dù chư thần đại hạ của ngươi đã xuất hiện nhưng đều là thân luân hồi thực lực kém hơn trước rất nhiều có lẽ ngươi còn chưa biết nhỉ bây giờ các thần quốc trong sương mù đã có xu hướng liên thủ muốn trực tiếp xóa sổ các ngươi trước khi chư thần đại hạ hoàn toàn phục hồi đến lúc đó chỉ bằng mấy vị thần chuyển thế của các ngươi có thể chống đỡ được không nghe vậy mày phong đô đại đế hơi nhíu lại sau đó lại giãn ra cười lạnh nói bạn đang xem trảm thần tại kênh youtube gì các phim các ngươi những ngoại thần này từng người đều có tâm tư quỷ quyệt dám giao lưng cho nhau sao cho dù muốn liên thủ tấn công đại hạ thì các thần quốc các ngươi ai dám đánh trận đầu nghe vậy ánh mắt diêm ma đông lại sắc mặt có chút khó coi phong đô đại đế sắp chết đến nơi rồi đừng cố vùng vẫy nữa hôm nay cả xác ngươi và thành quỷ phong độ của ngươi ta đều thu hết diêm ma ngồi xếp bằng giữa không trung hai tay kết một ấn quyết kỳ lạ trước ngực những gợn sóng màu máu trên bầu trời đột nhiên dâng lên dữ dội một khuôn mặt quỷ dữ tợn do vô số oan hồn mò máu ngưng tụ lại gào thét từ trên không trung rơi xuống khuôn mặt quỷ này gần như chiếm mất một phần ba bầu trời phong đô tiếng kêu thảm thiết vàng vọng giữa không trung miệng khuôn mặt quỷ mở rộng khóe miệng rách đến tận mang tai như muốn nuốt trưởng phong đô đại đế bên dưới áo bào đế vương trên người phong đô đại đế tung bay phần phật hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quỷ dữ đang không ngừng tiến gần trên bầu trời vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ta tuy chỉ là một thân chuyển thế nhưng ngươi cũng chỉ là một hình chiếu muốn giết ta Ngươi còn chưa đủ tư cách hắn giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng về bầu trời nhẹ nhàng ấn xuống, tử khí u minh hùng hồn ngưng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỗ về phía khuôn mặt quỷ dữ màu máu trên không trung, bàn tay đen và khuôn mặt quỷ dữ màu máu va chạm vào nhau, khuôn mặt quỷ dữ bị đánh tan ngay tại chỗ, những oan hồn màu máu tan biến thành một đám mây đỏ dày đặc, bị tử khí u minh từng chút một ăn mòn, biến mất không còn dấu vết. Diêm Ma thấy cảnh này, sắc mặt hơi trùng xuống, đang định có động tác thì cơ thể đột nhiên khựng lại chỉ thấy phong đô đại đế vốn đang đứng trên phiến đá lơ lửng đã biến mất không thấy đâu diêm ma như nhận ra điều gì đó đột ngột ngẩng đầu nhìn lên dưới mái vòng đen kịt phong đô đại đế đứng sừng sững giữa không trung áo bảo đế vương nền đen viền vàng tung bay không gió hắn giơ tay nhẹ nhàng với một cái một ngai vàng màu đen cổ kính từ trong cung điện đế vương bay ra lơ lửng sau lưng hắn phong đô đại đế từ từ ngồi lên ngai vàng thần linh nhìn xuống diêm ma bên dưới chậm rãi mở miệng diêm ma ngươi đừng quên đây là phong đô là thần quốc của ta giọng nói vừa dứt trong hư vô chức ngai vàng đột nhiên lóe lên một luồng sáng bạc một quả cầu bạc khổng lồ lơ lửng giữa không trung bề mặt của nó được bao quanh bởi sáu vòng tròn bạc xoay tròn hỗn loạn giữa không trung khiến người ta nhìn vào chỉ thấy chóng mặt ngay khi quả cầu bạc này xuất hiện một luồng uy áp đại đạo cổ xưa và bí ẩn đột nhiên giáng xuống phong đô như thể một loại quy luật nào đó đã thay đổi huyền diệu vô cùng diêm ma nhìn thấy quả cầu bạc sắc mặt đột ngột thay đổi phong đô đại đế ngồi trên ngai vàng chậm rãi mở miệng ngươi không phải muốn phong đô sao cốt lõi của nó nằm ở đây lục đạo luân hồi tặng cho ngươi ngươi có chịu nổi không lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng lật lại một chiếc vòng bạc từ bề mặt quả cầu lật ra như một tia chớp xẹt ngang bầu trời lao thẳng về phía diêm ma diêm ma cao mày như đã hạ quyết tâm quay người hóa thành một luồng sáng lao về phía xa nhưng chiếc vòng bạc chỉ khẽ rung lên liền vô hạn mở rộng ra trong nháy mắt bao trùm cả phong đô chiếc vòng bạc bao trùm cả phong đô này đương nhiên cũng bao trùm cả diêm ma phong đô đại đế khẽ cong ngón tay trước vòng đó liền bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh người trong vòng tròn bạc này diêm ma mặc cho hắn tiến lên với tốc độ tối đa nhưng nhìn chung hắn vẫn đang cùng với vòng tròn này co lại về tâm nhanh chóng lùi về vị trí ban đầu phong đô đại đế diêm ma ngẩng đầu lên giận dữ hét lớn ngươi lại dám sử dụng sức mạnh pháp tắc của đại hạ nếu bản thể của ta ở đây ngươi đừng hòng dễ dàng giam cầm ta như vậy pháp tắc do bản để tự mình tạo ra tại sao lại không thể dùng phong đô đại đế ngồi trên ngai vàng chậm rãi mở miệng hắn khẽ búng ngón tay lại có thêm hai vòng tròn bạc từ quả cầu lật ra một lần nữa bao phủ lấy cơ thể diêm ma từ ba góc độ khác nhau nhanh chóng co lại về trung tâm diêm ma đôi mắt phong đô đại đế hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào diêm ma đang lang bái bên dưới giọng nói tràn đầy sát khí người hãy nói với osiris hay và sa tăng những mảnh vỡ phong đô mà bọn chúng cướp đi từ đây bản đế sẽ từng cái một cả gốc lẫn lại cướp lại hắn khẽ búng ngón tay ba vòng tròn bạc đó giống như ba lưỡi dao không có độ dày trong nháy mắt cắt đứt đầu Diêm Ma. Vòng tròn bạc co lại trong không trung thành một điểm đen không có kích thước, không có độ dày, sau đó lại mở ra trở lại như cũ. Đầu Diêm Ma đã rơi khỏi thân hình đen ngòm, không có máu, không có nhiệt độ, cứ như thể bóng hình lơ lửng trước mắt này chỉ là một tượng đất, chưa từng có sự sống. Phong đô đại đế ở giữa không trung khẽ cong ngón tay, ba vòng tròn nhẹ nhàng bay về lòng bàn tay hắn, sau đó lồng vào quả cầu bạc đang xoay tròn kia, sáu vòng tròn bạc đều trở về, theo một quỹ tích bí ẩn xoay tròn quanh quả cầu hắn lật lòng bàn tay quả cầu bạc đó liền biến mất không thấy phong đô đại đế từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng thần linh một bước từ trên không trung bước xuống mặt đất của cung điện chiếc áo choàng đế vương màu đen theo bước chân hắn nhẹ nhàng đung đưa hướng về trung tâm đại diện đi đến ánh mắt hắn bình tĩnh lướt qua bốn người lâm thất dạ giữa hai hàng lông mày không nhìn ra bất kỳ hy nộ nào dường như mọi cảm xúc đã rời xa hắn chỉ còn lại uy nghiêm nhàn nhạt của đế vương cùng sự bình tĩnh tuyệt đối đột nhiên hắn dừng bước ở trung tâm đại điện phong đô đại đế như cảm nhận được điều gì nghiêng đầu nhìn về phía cửa điện, chậm rãi quay người, cung kính chắp tay về phía hư vô phía trước. Chủ quản Minh Ti, bái kiến nguyên thủy thiên tôn lâm thất dạ và những người khác thấy vậy, hơi sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn về phía cánh cửa cung điện trống rỗng, chỉ thấy trong hư vô một bóng người đạo sĩ mặc áo đạo bào vải thô từ từ phát họa ra, tóc búi châm cài, đôi mắt sáng ngời như sao, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước tới, mỉm cười nói, y không biết ta nên gọi người là phong đô đại đế hay là lý đức dương thân hình phong đô đại đế khẽ run lên vẻ mặt không đổi nói người canh gác lý đức dương đã chết ta là chủ quản minh ti dưới chứng đạo tôn bác âm phong đô đại đế đạo sĩ đi đến trước mặt hắn đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm phong đô đại đế một lúc cười nhẹ một tiếng phất tay áo nói phong đô đại đế cũng được lý đức dương cũng được tóm lại hoan nghênh trở về phong đô đại đế chắp tay thật sâu sau đó ngẩng đầu lên do dự một chút vẫn mở miệng hỏi nguyên thủy thiên tôn đến đây có phải lo lắng ta không thắng được bóng hình xiêm ma kia không đạo sĩ sửng sốt có chút bất đắc dĩ cười nói trăm năm không gặp tính tình của ngươi hình như thẳng thắn hơn trước không sai ta vốn nghĩ ngươi vừa mới thức tỉnh ký ức cho dù thừa kế một phần sức mạnh của phong đô đại đế trước đây nhưng cũng chưa chắc đã thắng được ngoại thần kia bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi may nhờ có lục đạo luân hồi ở đây mới hơn được một chút phong đô đại đế nói thật thứ thần ký xếp thứ hai trong danh sách của đại hạ chúng ta trấn áp một bóng hình ngoại thần tuy nhiên không thành vấn đề ta không ngờ là ngươi vừa mới tỉnh lại từ luân hồi vậy mà đã có thể sử dụng được nó xem ra thân thể luân hồi này của ngươi cũng là thiên phú dị bẩm đạo sĩ cười cười ánh mắt rời khỏi người phong đô đại đế cuối cùng dừng lại trên người bốn người lâm thất dạ bên cạnh thấy ánh mắt của đạo sĩ quét tới bốn người lập tức căng thẳng từ lời nói của phong đô đại đế cũng không khó để biết được đạo sĩ bình thường trước mắt này thực tế lại là một trong ba vị thiên tôn của đạo giáo nguyên thủy thiên tôn trong truyền thuyết đang đứng trước mặt họ tự nhiên có chút không biết phải làm sao. Còn Lâm thất dạ thì từ sớm khi tỉnh lại từ thế giới tự ngã, đã gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên lúc đó hắn không biết thân phận của đối phương. Hiện tại lại một lần nữa gặp được đạo sĩ này, trong lòng tự nhiên vô cùng chấn động. Người canh gác Lâm thất dạ, bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn Lâm thất dạ hít sâu một hơi, cung kính chắp tay. Ba người phía sau hắn cũng làm theo như vậy. Đạo sĩ nhìn chằm chằm Lâm thất dạ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. So với lúc ta gặp người trước đó, đã tốt hơn nhiều rồi người đã bước lên con đường này rồi ông ta đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu lâm thất dạ sau đó thu tay vào trong ống tay áo cứ đi tiếp như vậy đi ở thiên đình còn có người đang chờ ngươi đợi đến ngày cùng ngươi sát cánh chiến đấu lâm thất dạ nghe xong câu này hơi sửng sốt trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc thiên đình có người đang chờ hắn đó sẽ là ai lâm thất dạ do dự không biết có nên mở miệng hỏi tiếp hay không thì ánh mắt của đạo sĩ đã lướt qua ba người còn lại đột nhiên thân hình ông ta khẽ khựng lại ông ta nhìn chăm chăm bách lý béo béo đang vừa chắp tay vừa cúi người gần như sát đất lông mày hơi nhíu lại trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ kinh ngạc sau đó là nghi hoặc cuối cùng như nghĩ thông suốt điều gì trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu mập mạp ngẩng đầu lên đạo sĩ mở miệng bình tĩnh nói bách lý béo béo du lên thẳng tắp đứng dậy ánh mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của đạo sĩ không khỏi nước nước bọt trong mắt hiện lên vẻ kích động thử dò hỏi thiên tôn ngài muốn nhận ta làm đồ đệ sao ta vẫn luôn cảm thấy thiên phú của ta thật ra cũng không tệ lắm đạo sĩ rơi vào im lặng ông ta lại cẩn thận quan sát bách lý béo béo một lúc lắc đầu không ta sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ giống như tên nhóc kia ngươi có con đường riêng của mình bách lý béo béo thở dài tiếc nuối nhưng mà ta có thể tặng ngươi một thứ đạo sĩ đột nhiên mở miệng ông ta đưa tay vào trong ống tay áo rộng lớn lấy ra một cây ngọc như ý ông ta khẽ búng ngón tay cây ngọc như ý này liền hóa thành một luồng sáng trắng trực tiếp đánh vào bụng bách lý béo béo biến mất không thấy bách lý béo béo kinh ngạc cúi đầu nhìn bụng mình đưa tay sờ sờ hình như không có gì thay đổi như nghĩ ra điều gì ngẩng đầu lên mang theo một chút giọng khóc nói thiên tôn ngài ngài sẽ không tặng ta một đứa trẻ chứ ta còn trẻ ta ta sẽ bị ba ta đánh chết mất nghe xong câu này khóe miệng đạo sĩ giật giật không thể nhận ra trực tiếp phớt lời lời nói của bách lý béo béo nhẹ nhàng phất tay áo tiếng khóc lóc của bách lý béo béo đột ngột dừng lại như thể đã chặn tiếng nói của hắn vậy, ánh mắt ông ta lướt qua Tảo Uyên và Ca Lam, dừng lại trên khuôn mặt của họ một lúc, rồi khẽ gật đầu, chuyện của Phong Đô không được truyền ra ngoài, nghe xong câu này, mấy người đầu tiên là sững sốt, sau đó gật đầu lia lịa, đạo sĩ lại một lần nữa giơ ống tay áo lên, ngay khi sắp vùng ra, Phong Đô đại đế phía sau đột nhiên lên tiếng, "Thiên tôn khoan đã." Động tác của đạo sĩ dừng lại giữa không trung, Phong Đô đại đế đi đến trước mặt Lâm Thất Dạ, khuôn mặt uy nghiêm bình tĩnh hiếm khi hiện lên một tia do dự ông trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng lâm thất dạ lần này trở về gặp đình đình và cha ta nhớ nói với họ rằng ta đã chết phong đô đại đế dừng lại một chút rồi thêm một câu là chết trận lâm thất dạ sừng sốt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của phong đô đại đế rất lâu sau hắn mới chậm rãi gật đầu còn nữa giúp ta nhắn với trần hàm sau khi ta đi rồi đội 332 sẽ giao cho cậu ấy những bộ sưu tập trong tủ phòng làm việc của ta để cậu ấy dùng thay ta ta biết rồi yên tâm đi Phong Đô Đại Đế khẽ gật đầu, quay sang nhìn đạo sĩ, đạo sĩ đưa ống tay áo ra, lại vung lên một lần nữa, chỉ thấy một luồng sáng trắng lóe lên, thân hình của năm người lâm thất dạ lên biến mất không thấy, trong đại điện trống trải, chỉ còn lại đạo sĩ và Phong Đô Đại Đế. Đạo sĩ quay đầu lại, nhìn Phong Đô Đại Đế im lặng không nói, bất đắc sĩ thở dài, ngươi à, đã quan tâm thì sao không quay về từ biệt họ? Phong Đô Đại Đế ngẩng đầu lên, nhìn qua cánh cửa cung điện mở toang, nhìn về phía thành quỷ kéo dài, khóe miệng hiện lên một tia cay đắng ta sợ sau khi từ biệt ta sẽ không quay lại được nữa bìa rừng nguyên sinh trại lâm nghiệp bỏ hoang một luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên bóng dáng năm người lâm thất dạ xuất hiện trước trại lâm nghiệp tào uyên nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng ra khỏi lòng đất rồi hơn nữa thiên tôn còn đưa chúng ta đến tận bìa rừng bách lý phỉ phỉ cúi đầu nhéo nhéo lớp mỡ trắng hiếu trên bụng mình mặt mày ủ rũ quay sang nhìn lâm thất dạ thất dạ anh nói xem thiên tôn có thực sự cho em một đứa con không khóe miệng lâm thất dạ hơi giật giật chắc là không đâu đó là phạm vi công việc của quan âm nhưng tại sao bụng em lại to ra nhiều thế này bách lý phì phì sốt ruột lên tiếng tào uyên trợn trắng mắt bình thường bụng anh vốn đã to thế rồi tự anh không biết à bách lý phì phì lắc lắc cái bụng tròn vo như nghĩ ra điều gì quay sang nhìn lâm thất dạ nghiêm mặt nói thất dạ nếu không phải anh dẫn đội vào phong đô em đã không có đứa con này tóm lại nếu đứa trẻ này thực sự được sinh ra anh phải chịu trách nhiệm với nó lâm thất dạ an khanh ngư bên cạnh trầm ngâm một lúc nếu thực sự có ngày đó em có thể giúp anh mổ lấy thai lâm thất dạ đè nén sự thôi thúc rút dao chém chết hai tên này hít một hơi thật sâu tóm lại chúng ta cứ rời khỏi đây đã tảo uyên đi đến bên cạnh lâm thất dạ chỉ tay về phía ca lam bên cạnh nhỏ giọng hỏi vậy cô ấy thì sao lâm thất dạ quay đầu lại chỉ thấy ca lam đang đứng sau mình lặng lẽ nhìn mình thấy lâm thất dạ nhìn sang đôi mắt như nước mùa thu của cô ta chớp chớp không biết đang nghĩ gì Lâm thất dạ trầm ngâm một lúc, đây là sản phẩm đặc biệt được khai quật trong quá trình làm nhiệm vụ, về viết một báo cáo, sau đó đóng gói nộp cho quốc gia. Ca Lam, Tào Uyên sửng sốt, cô ấy không phải là người sao, sao lại tính là... Chưa kịp nói hết lời, Bách Lý Phỉ Phỉ đã vỗ vai anh ta, cảm thán nói, lão Tào à, tôi không ngờ, đến cả anh cũng thông minh hơn thất dạ, xem ra tôi vẫn đánh giá cao anh ta quá rồi. Bốn người vừa nói vừa đi về phía bên ngoài khu rừng nguyên sinh, tình hình hiện tại không còn cấp bách như lúc vào rừng nữa vì vậy họ cũng chậm lại bắt đầu ngắm cảnh thiên nhiên đến khi năm người đi ra khỏi khu rừng nguyên sinh thì trời đã chạm vàng họ đứng trước cửa trạm kiểm lâm không hẹn mà cùng dừng bước thất dạ bách lý phì phì có chút do dự lên tiếng chúng ta thực sự phải làm vậy sao lâm thất dạ im lặng một lúc rồi gật đầu anh ta đưa tay ra từ từ đẩy cánh cửa trạm kiểm lâm trời dần tối ánh hoàng hôn ảm đạm dọi xuống tòa nhà nhỏ thấp bé và cũ kỹ gió lạnh rít gào thổi qua vùng đất hoang vu làm cho những ô cửa sổ kêu răng rắc Sương giá phủ kín mái hiên dưới ánh hoàng hôn trông có vẻ hơi trắng bệch sau ô cửa sổ đó là một khuôn mặt trẻ thơ càng trắng bệch hơn cô bé gái quấn mình trong chiếc áo khoác lớn đứng trước cửa sổ cơ thể run rẩy vì gió lạnh lùa qua khe cửa ánh sáng từ lò sưởi phía sau phản chiếu trên tấm kính nhưng cô bé vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia tình tình ông lão từ bên lò sưởi chậm rãi đứng dậy đôi mắt đục ngầu tràn đầy đau xót ông đi đến sau cô bé nắm lấy tay cô và nói chúng ta tránh xa cửa sổ một chút được không Bên ngoài gió lớn lắm, đôi mắt cô bé vẫn dán chặt vào cánh cửa đó, không nói một lời lắc đầu, "Tình tình, ngồi bên lò sưởi xem cũng được mà, ở đây xa lò sưởi quá, con mới từ trong rừng bị lạnh về, cơ thể không chịu nổi đâu." Ông lão nắm chặt tay cô bé, định kéo cô vào trong nhà, cô bé hất tay ông lão ra, đứng trước cửa sổ, cố chấp nói, "Không, con không muốn vào, vào là con không nhìn thấy bố nữa." Ông lão ngây người đứng sau cô, nhất thời không biết làm sao, Trần Hàm ở bên cạnh đi đến bên cô bé, ngồi xổm xuống Ôn Hòa nói, "Tình Tình ngoan, bố con sẽ không sao đâu, rất nhanh thôi bố sẽ về." Nói dối. Các người đều nói dối." Cô bé đột ngột quay người lại, mắt đỏ hoe, cô bé mím chặt môi, dùng hết sức bình sinh hét lên, "Không phải các người nói chúng ta đi trước, bố sẽ nhanh chóng đuổi theo sao? Tại sao? Tại sao cả một ngày trôi qua rồi mà bố vẫn chưa về? Minh Minh đã nói như vậy, tại sao các người đều không giữ lời hứa vậy?" Giọng cô bé càng lúc càng nghẹn ngào, âm thanh ngày càng nhỏ, đôi môi bắt đầu run rẩy. Mặc dù cô bé cố gắng hết sức để kiềm chế không khóc nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra khỏi hốc mắt. Cuối cùng, cô bé hoàn toàn buông xuôi, cô bé gái 10 tuổi này như mất đi tất cả, khóc nức nở. Ông lão run rẩy đưa tay ôm cô bé vào lòng, trên khuôn mặt già nua cũng lăn xuống hai hàng nước mắt. Con trai ông đã nói với ông, nếu ba ngày sau ông vẫn chưa về thì hãy báo cảnh sát. Bây giờ đã là ngày thứ tư rồi, tình tình ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Ông lão lau nước mắt, run rẩy nói, nhưng trong rừng có quái vật mà vạn nhất bố bị chúng bắt thì sao? con không muốn bố chết. cô bé khóc nước nở nói, nhìn hai người ôm nhau khóc, đôi môi trần hàm mím chặt. anh cúi đầu nhìn đồng hồ, bàn tay nắm chặt đồng hồ ngày càng chặt. ầm. Uhm. ngay lúc này, cánh cửa cũ kỹ kia đột nhiên bị người ta đẩy ra, gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào nhà, trong nháy mắt đã xua tan hơi ấm của lò sưởi, thổi bay đồ đạc trong nhà ngổn ngang. cô bé mặt đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cả người đột nhiên sững sờ tại chỗ. ngoài cửa có năm người đang đứng. Ba người là những người anh mà cô bé từng gặp trong rừng, một người chị xinh đẹp không quen biết. Trước mặt họ, bên ngoài ngưỡng cửa nơi gió hú thổi vào, có một bóng người cao lớn vạm vỡ đang đứng. Đó là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, đường nét trên khuôn mặt cương nghị và cân đối, mái tóc hơi rối tung bay trong gió. Ông mặc một chiếc áo khoác quân đội cũ kỹ đầy dầu mỡ, vạt áo tung bay phần phật. Ánh mắt ông dừng lại trên cô bé gái khóc đỏ cả mắt. Ông giang rộng vòng tay, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Tình tình, Bố về rồi ông lão nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người sững sờ tại chỗ, đôi mắt còn đẫm lệ của cô bé gái cong lên thành một đường, không màng gì lao tới, lao vào vòng tay vững chãi và ấm áp đó. Ông bế cô bé lên, bộ dâu thô giáp cọ vào khuôn mặt đầy nước mắt, lần này cô bé không né tránh như trước mà cười tươi áp vào mặt ông, hai tay vòng lấy cổ ông, như thể ôm trọn cả thế giới. Bố, cô bé gái mím chặt môi, vui vẻ nói, chào mừng bố đã về, Đức Dương à, ông lão từ trên xuống dưới đánh giá Lý Đức Dương một lượt con không sao chứ không sao con làm sao được lý đức dương nhích miệng đúng rồi mà nói thật thì có một chuyện tốt chuyện gì con được thăng chức rồi lý đức dương vui vẻ nói trên có lệnh điều động sau này con không làm kiểm lâm ở đây nữa mà sẽ đến doanh trại làm ban trưởng làm ban trưởng á vậy thì tốt quá nơi này vừa lạnh vừa cũ nát đổi chỗ khác cũng tốt ông lão vỗ tay đúng rồi con sẽ đến đâu ô lỗ mộc tề ông lão trợn tròn mắt ô lỗ mộc tề không phải ở phía tây sao Đúng vậy Lý Đức Dương gật đầu, mặc dù xa hơn một chút nhưng môi trường tốt hơn, hơn nữa trong doanh trại có chế độ bảo đảm, lại còn là một chiếc quan nhỏ, dù sao cũng tốt hơn ở đây chịu khổ cái này, cái này xa quá. Ông lão cao mày, sau đó như nghĩ ra điều gì, không đúng, còn không phải chỉ là người trông coi rừng sao, nói nghiêm khắc thì cũng không phải là quân nhân, sao tự nhiên lại điều con đến ô lỗ một tề làm ban trưởng nhờ vào chút quan hệ, bố đừng hỏi nữa Lý Đức Dương trả lời qua loa, vậy, vậy con đi lúc nào, dọn dẹp nơi này xong, hai ngày nữa là đi gấp vậy sao? Ông lão vội vàng nói, vậy thì bố và tình tình ở lại thêm hai ngày, đến lúc đó tiễn con chúng tôi là đơn vị bảo mật, không được tiễn lý Đức Dương nghiêm túc nói. Ông lão sửng sốt, nghi ngờ nói, Đức Dương à, bố già này học ít, đừng lừa bố, làm gì có chuyện con cái đi lính mà không được tiễn, bố xem, chính vì học ít nên không biết chứ. Bây giờ có những đơn vị đúng là như vậy, Lý Đức Dương hết lời giải thích, một hồi lừa gạt, cuối cùng cũng khiến ông bà cháu tin, bố, bố sẽ đi rất xa sao tình tình nghiêng đầu có chút không nỡ hỏi con có thể đến thăm bố không tình tình ngoan bố sẽ đi làm chiến sĩ biên phòng lý đức dương xoa đầu cô bé nơi đó rất xa tình tình có thể không đến được nhưng con yên tâm đợi đến khi tình tình lớn lên bố sẽ về cô bé gái suy nghĩ một lúc vậy thì bao giờ con mới được coi là lớn lý đức dương im lặng một lúc cười nói đến khi nào con đến lượt chăm sóc ông nội thì con đã lớn rồi cô bé gái gật đầu như hiểu như không lý đức dương nhìn đồng hồ đặt tình tình xuống đứng dậy Bố, giờ cũng không còn sớm nữa, con bảo họ đưa hai người đến nhà ga nhé. Gần đây trong núi xảy ra những chuyện đó, con còn phải nhanh chóng làm việc, báo cáo với cấp trên. Ông lão vốn không muốn đi nhưng nghe Lý Đức Dương nói phải làm việc, liền do dự hồi lâu, gật đầu. Vậy, vậy thì con bận đi, đến ô lỗ mộc tề thì có thời gian thì gọi điện về nhà ngay, biết chưa? Biết rồi bố, yên tâm đi Lý Đức Dương vẫy tay với họ, ra hiệu cho bốn người bên ngoài. Bách Lý phỉ phỉ lập tức cười tươi như hoa bước tới, bế cô bé gái đi ra ngoài. Đợi đến khi ông lão và cô bé gái được bách Lý Phỉ Phỉ và những người khác đưa đi, cả căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Đức Dương quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào trong tay Trần Hàm đã xuất hiện thêm một thanh đao thẳng, mũi đao chữa thẳng vào mũi Lý Đức Dương, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Anh không phải Lý Đức Dương, Trần Hàm khẳng định, anh rốt cuộc là ai? Lý Đức Dương bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta, khoảnh khắc sau một luồng ánh sáng ma thuật bùng nổ, cả người biến trở về dáng vẻ của Lâm Thất Dạ. Trần Hàm tận mắt chứng kiến cảnh này, sắc mặt hơi trùng xuống lạnh lùng nói, quả nhiên các người có vấn đề, chính các người đã giết Lý Thúc phải không? Đôi mắt lâm thất dạ hơi nheo lại, thanh đạo trong tay Trần Hàm đột nhiên bị một luồng bóng tối nhộm đen, run rẩy dữ dội, đột ngột thoát khỏi lòng bàn tay anh ta, đâm vào Trần Nhà phía trên. Đội 332 của người canh gác đóng tại huyện An Tháp, Trần Hàm. Lâm thất dạ lấy ra một huy hiệu từ trong ngực, chậm rãi nói, tôi là đội trưởng đội dự bị của đội đặc biệt thứ năm của người canh gác, Lâm thất dạ, bây giờ, tôi rất tiếc phải thông báo cho anh rằng, Đội trưởng đội 332 Lý Đức Dương đã anh dũng hy sinh trong trận chiến với kiến đỏ chúa. Trần Hàm nghe xong câu này, cả người ngây ra tại chỗ. Anh ta nhìn chằm chằm vào huy hiệu trong tay lâm thất dạ. Rất lâu sau, sắc mặt dần tái nhật. Không thể nào, tôi không tin. Trần Hàm trừng mắt nhìn lâm thất dạ, gào lên. Tôi chưa từng nghe nói đến đội đặc biệt thứ năm nào, càng không nói đến đội dự bị kỳ quái gì đó. Huy hiệu của anh là giả, chính anh đã giết Lý Thúc. Nếu là tôi giết anh ta, tại sao tôi còn phải mất công? thay anh ta làm tất cả những điều đó. Lâm thất dạ bình tĩnh nói, Trần Hàm sững sờ, Lâm thất dạ lắc đầu, quay người bước ra khỏi nhà, mở cửa phòng, gió lớn từ bên ngoài ùa vào. Trước khi chết, Lý Đức Dương đã nhờ tôi truyền lời, Lâm thất dạ đi đến cửa, bình tĩnh nói, sau này đội 332 sẽ giao cho anh, những bộ sưu tập trong tủ của anh ấy, anh cứ thay anh ấy dùng đi. Nói xong, thân hình anh ta loạn trọng, rồi biến mất trong màn đêm đang dần dày đặc, gió lạnh tràn vào nhà, phát ra tiếng rít từng hồi. Trần Hàm ngây người đứng tại chỗ, ngón tay hơi nới lỏng, vỏ đạo của thanh đạo trong lòng bàn tay rơi xuống đất, lý thúc. Trần Hàm cứng đờ quay người, đi đến bên bàn làm việc trong nhà, mở ngăn kéo thứ hai bên dưới tủ văn phòng, bên trong ngăn nắp đặt chỉnh chỉnh một ngăn kéo thuốc lá. Anh ta nhìn vào những điếu thuốc trong ngăn kéo, ánh mắt có chút mơ hồ, hít một hơi thật sâu, cúi người lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, từng bước máy móc bước ra khỏi nhà trong gió lạnh. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người